Alo bạn, đây là Trầm Cánh. Đây là Bắp Trầm. Trầm á. Từ một cây gió bầu. Gió bầu này tầm 20 cm. Dạ, đây. Đẻo ruột rũa ra thành một bắp trầm. Bắp trầm. Cái trái bầu đây mình trồng từ 25 đến 26 năm mới được ra một bắp trầm tí tẹo vậy. Các bạn nào có nhu cầu chơi trầm cánh hãy alo mình, số điện thoại 0932 189 299 nhé. Chào, hẹn là bạn. Đây là cherry trầm cánh của mình.